Nhật Nam Land hân hạnh tài trợ chương trình này. Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Nhịp cầu Địa ốc phát trên kênh thông tin Invest TV. Chương trình ngày hôm nay sẽ cập nhật những thông tin đáng chú ý trong tuần. Nhưng trước hết thì mời quý vị cùng điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh hạn chế dùng ngân sách nhà nước triển khai các dự án nhà tái định cư. Hà Nội chỉ định rút gọn 4 gói thầu dự án đường vành đai 3. Nhà đầu tư nước ngoài gia nhập bất động sản hạng sang. Đất nền tỉnh lẻ hấp dẫn các nhà đầu tư ngắn hạn. Phóng sự Hà Nội bất động sản công nghiệp sẽ là điểm sáng năm 2019. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đã tổ chức hội nghị ban chấp hành giữa nhiệm kỳ 2015-2021. Tại hội nghị, hội đã báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo tài chính giai đoạn 2015-2018, thông qua kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính năm 2019, đồng thời kiện toàn nhân sự ban chấp hành hội. Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam được thành lập vào ngày 26 tháng 2 năm 2015. Tại hội nghị ban chấp hành hội giữa nhiệm kỳ giai đoạn tháng 6 năm 2015 đến 31 tháng 12 năm 2018, hội đã thu hút được 10.000 hội viên trong cả nước tham gia với 6 văn phòng đại diện tại các tỉnh và khu vực. Đến nay, qua 4 năm hoạt động, hội đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ cho sự phát triển của thị trường bất động sản như hội chợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm bất động sản, đào tạo, tư vấn hỗ trợ, thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, nghiên cứu, phản biện xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách thuộc các bộ luật của nhà nước liên quan đến bất động sản, nghiên cứu thị trường, đưa ra các báo cáo về thị trường bất động sản theo quý, năm với nhiều thông tin chính xác, hữu ích. Trong giai đoạn tiếp theo, hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đào tạo tư vấn, hoạt động thu thập thông tin dữ liệu trên thị trường bất động sản cả nước với độ chính xác cao để báo cáo đánh giá định kỳ kết quả thông tin kịp thời tới các cơ quan quản lý và người tiêu dùng. Cũng trong nửa cuối nhiệm kỳ này, các văn phòng đại diện cũng đề ra các định hướng hoạt động để phát triển bền vững hơn. Thì trong năm 2019 thì Hiệp hội khu vực sẽ kết hợp với lại Hiệp hội Trung ương để mà tiếp tục đẩy mạnh, tiếp tục triển khai để mà cho các cái môi giới trên địa bàn hoạt động và chuyên nghiệp hơn. Đấy, bằng cái là phải có cái chứng chỉ hành nghề, vì cái đấy là quyết định rất là lớn đến cái tính minh bạch cũng như là đến cái chiều sâu của các cái đơn vị hoạt động trên địa bàn, thì từ đó mới dẫn dắt là cái tính minh bạch và cái sự rõ ràng đối với lại thị trường bất động sản. Văn phòng khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì chúng tôi cũng có cái định hướng là thứ nhất là tạo cho anh em là trong ban chấp hành thì có mỗi người thì sẽ có cái phân công phân nhiệm rõ ràng, cũng như tạo các phòng ban, và bên cạnh đó chúng tôi sẽ kết nối những cái chủ đầu tư của các dự án ở tại Cần Thơ, cũng như các chủ đầu tư các dự án ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, và kết nối với các chủ đầu tư ở trong và ngoài nước để đến với Cần Thơ cũng như khu vực đồng bằng sông Cửu Long để tạo cái sức hút cho cái thị trường bất động sản và tạo cho các anh em môi giới bất động sản có thêm cái sân chơi và tạo được cái hứng khởi và tạo được cái nguồn thu nhập cho các anh em. Tại hội nghị ban chấp hành Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, bộ máy nhân sự của hội đã được kiện toàn để chủ động xây dựng các phương án hoạt động, quyết tâm đưa Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam trở thành điểm tựa vững chắc, có uy tín, là điểm đến để giao lưu, chia sẻ, phản biện của các doanh nghiệp, các tổ chức đầu tư, dịch vụ bất động sản trong và ngoài nước đến tham gia. Mới đây tại cuộc họp với Sở Ban ngành Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh thành phố sẽ hạn chế triển khai dự án nhà tái định cư mới bằng ngân sách nhà nước mà đặt hàng doanh nghiệp với số lượng sát với nhu cầu. Mới đây tại cuộc họp với Sở Ban ngành Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh thành phố sẽ hạn chế triển khai dự án nhà tái định cư mới bằng ngân sách nhà nước mà đặt hàng doanh nghiệp với số lượng sát với nhu cầu. Theo đó, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn công tác tái định cư phải được giải quyết một cách toàn diện, hài hòa trên tất cả các mặt đời sống, đảm bảo nơi ở mới có không gian phù hợp hơn, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội, phải gắn liền với việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội như đào tạo nghề, giải quyết công ăn việc làm tốt hơn hoặc phục hồi thu nhập, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân sau khi di rời. Về phát triển các dự án tái định cư mới, từ nay đến năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tạo điều kiện khuyến khích các nhà đầu tư tham gia xây dựng nhà ở xã hội bằng vốn ngoài ngân sách.
Thưa quý vị, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội vừa chỉ định rút gọn 4 gói thầu dự án đường Vành Đai 3. Mới đây, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội vừa tiến hành chỉ định thầu rút gọn từ 3 đơn vị gồm Công ty Cổ phần Điện lực Sông Hồng, Công ty Cổ phần Nước và Hạ tầng Kỹ thuật Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Hà Nội với 4 gói thầu tư vấn thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành Đai 3 đi qua Hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành Đai 3. Dự án sẽ xây dựng 2 cầu đi thấp rộng 13m qua Hồ Linh Đàm và 2 nhánh kết nối rộng 7m với tổng vốn đầu tư khoảng 485 tỷ đồng. Dự kiến khi dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết áp lực về giao thông của thành phố. Các nhà đầu tư nước ngoài đang chuyển hướng sang phân khúc bất động sản hạng sang ở các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vì mức lợi nhuận hấp dẫn cùng với nhiều ưu điểm của phân khúc này. Theo báo cáo của Savill, trong bối cảnh lợi nhuận tiếp tục tăng với mức giá tăng cao và lợi suất cho thuê khả quan, số lượng các nhà đầu tư và đơn vị quản lý vận hành nước ngoài gia nhập thị trường hạng sang sẽ ngày một tăng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Những doanh nghiệp này sẽ mang theo dòng vốn đầu tư lớn và giới thiệu thêm nhiều mô hình bất động sản cao cấp tới thị trường nhà ở tại Việt Nam. Luật nhà ở sửa đổi cho phép người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam đã tạo ra nhu cầu đầu tư bất động sản cao cấp từ các quốc gia lân cận. Từ năm 2015, chính sách này có hiệu lực, tỷ lệ người nước ngoài sở hữu tại nhiều dự án cao cấp đã đạt mức giới hạn cao nhất, trong đó chủ yếu là người mua nhà đến từ Đài Loan, Hồng Kông và Hàn Quốc. Tuy nhiên, việc phát triển bất động sản hạng sang hiện nay cũng đang gặp nhiều khó khăn. Thưa quý vị, đất nền đang là kênh đầu tư hấp dẫn khi quỹ đất ở các thành phố lớn đã dần hạn chế, thì ở thời điểm hiện tại, đất nền ở các tỉnh lẻ đang được giới đầu tư quan tâm. Từ thời điểm giữa năm 2018, đất nền ở các tỉnh đã được các nhà đầu tư mua đi bán lại trong vòng vài tháng và vẫn âm thầm diễn ra tại các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh như Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Vũng Tàu. Những nhà đầu tư có dòng vốn khiêm tốn, ít kinh nghiệm đang lựa chọn hình thức lướt sóng để đầu tư vào đất nền các khu vực tỉnh thành lân cận. Có một số nhà đầu tư chỉ mua đi bán lại trong vòng 1 đến 2 tháng và tiếp tục xoay vòng vốn cho mảnh đất khác. Đất nền khu vực tỉnh lẻ giáp danh thành phố Hồ Chí Minh vẫn là kênh lựa chọn của nhiều nhà đầu tư. Bởi theo các nhà đầu tư, về mức độ sinh lời, đất nền có mức chênh lệch tốt hơn. Chưa kể, đối với việc lướt sóng so với phân khúc khác, đất nền dễ lướt sóng phù hợp với đối tượng nhà đầu tư không dày vốn. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa báo cáo gửi lãnh đạo Ủy ban nhân dân với nội dung trên địa bàn tỉnh có 16 dự án trọng điểm đang được tỉnh tổ chức kêu gọi đầu tư. Đặc biệt, đây là những dự án lớn trọng điểm phát triển trong năm 2019. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến thời điểm hiện tại, một số dự án đã có nhiều nhà đầu tư quan tâm, xin đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các dự án này cũng đang gặp phải một số vướng mắc, khó khăn. Do đó, Sở đã đề xuất các giải pháp giải quyết và đề xuất kế hoạch thực hiện trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến các dự án nêu trên, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Riêng đối với một số dự án phải xin ý kiến bộ, ngành, trung ương để các sở, ngành liên quan liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn và thống nhất các phương án thực hiện. Do một số vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng nên hiện tại dự án hầm chui An Sương đang phải tạm ngừng thi công. Dự án xây dựng hầm chui nút giao thông An Sương có tổng mức đầu tư 514 tỷ đồng, nối đường Trường Chinh và quốc lộ 22 với hai nhánh hầm, nhánh 1 hướng từ trung tâm thành phố đi huyện Củ Chi và nhánh 2 hướng từ Củ Chi đi trung tâm thành phố. Theo dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2018. Tuy nhiên, do vướng giải phóng mặt bằng phía xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, theo Ban Quản lý Dự án, đến tháng 9 năm 2018, Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư cho dự án. Tuy nhiên, quá trình chi trả bồi thường hiện có nhiều đơn thư kiến nghị, khiếu nại của hộ dân nên chưa thể bàn giao mặt bằng để tiếp tục thi công, nên dự án đã phải gia hạn thời gian hoàn thành đến cuối năm 2019. Các nhà đầu tư và phát triển dự án đang rất quan tâm đến việc rót vốn vào tài sản cư trú, một nhóm các sản phẩm bất động sản mới nổi trong phân khúc nhà ở. Các nhà đầu tư và phát triển dự án đang rất quan tâm đến việc rót vốn vào tài sản cư trú, một nhóm các sản phẩm bất động sản mới nổi trong phân khúc nhà ở.
Phân khúc này gồm các loại tài sản phục vụ cho nhu cầu ở tùy theo từng giai đoạn tuổi, ký túc xá, co-living, chung cư, viện chăm sóc người cao tuổi. Với số lượng sinh viên lớn trên cả nước, nhu cầu về ký túc xá, phòng trọ luôn ở mức cao. Thêm vào đó, việc người cao tuổi đến sống trong các trung tâm chăm sóc dưỡng lão phổ biến hơn. Đặc biệt, co-living đã đạt được thành công nhất định trong bối cảnh mật độ dân cư đô thị đông đúc sẽ thúc đẩy nhu cầu chia sẻ không gian sống để giảm thiểu chi phí. Nhu cầu về các loại hình cư trú này sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của phân khúc bất động sản cư trú trong thời gian tới. Thành phố Nha Trang với nhiều tiềm năng sẵn có đang được các chuyên gia dự báo năm 2019, bất động sản ở phía Bắc thành phố sẽ phát triển khởi sắc. Hội tụ đủ mọi điều kiện để trở thành trung tâm du lịch quốc tế mà điểm nhấn là một trong 29 vịnh biển đẹp nhất hành tinh. Thị trường bất động sản Nha Trang trước nay vẫn luôn được giới đầu tư lẫn chuyên gia đánh giá cao bởi tính thanh khoản và khả năng sinh lời. Theo dự báo của ngành du lịch Khánh Hòa, sang năm 2019, tỉnh đặt mục tiêu đón 7 triệu lượt khách du lịch đến Nha Trang, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế. Mục tiêu đến năm 2020 đạt con số 8 triệu khách và 16 triệu khách đến năm 2030. Sau nhiều năm mở rộng về hướng Tây để giải quyết nhu cầu giãn dân, Nha Trang hiện đang tập trung phát triển về phía Bắc nhằm đẩy mạnh khai thác tiềm năng du lịch và nghỉ dưỡng, thu hút rất nhiều nhà đầu tư lớn với những dự án tầm cỡ quốc tế. Khu vực này được dự báo sẽ là tâm điểm của thị trường bất động sản Nha Trang năm 2019. Thưa quý vị, các chuyên gia kinh tế và bất động sản nhận định năm 2019 thị trường bất động sản sẽ gặp nhiều thách thức. Tuy nhiên, phân khúc bất động sản công nghiệp được dự đoán sẽ là điểm sáng trên thị trường và sẽ là xu hướng lựa chọn của nhà đầu tư trong tương lai. Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế và bất động sản trong nước, trong năm 2019, phân khúc bất động sản công nghiệp sẽ đặc biệt phát triển. Đây là làn sóng mới tại Việt Nam, việc phát triển các khu công nghiệp theo đó cũng phải đồng bộ hơn để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Đã rất nhiều các cái nhà đầu tư họ đến họ tìm kiếm để được đầu tư các khu công nghiệp ở Việt Nam. Theo tôi đánh giá thì chính thức là từ sau cái sự kiện APEC năm 2017 thì chúng ta thực sự thu hút được rất nhiều các sự quan tâm trên thị trường, gọi là trong khu vực cũng như thị trường quốc tế. Chúng ta cần phải tìm mọi cách để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài vào. Và theo tôi đánh giá thì hiện nay thì rất nhiều các nhà đầu tư quan tâm đến các cái khu công nghiệp, các cái dự án khu công nghiệp lớn, và họ muốn là được phát triển để đưa những cái doanh nghiệp về đây làm việc và sản xuất. Ngoài ra, bất động sản công nghiệp Việt Nam cũng đang có sức hút mạnh mẽ với nhà đầu tư nước ngoài muốn dịch chuyển sản xuất từ các nước khác sang Việt Nam. Nguyên nhân là bởi Việt Nam có chi phí sản xuất thấp, chỉ dưới 1 đô la Mỹ một giờ, thấp nhất trong ASEAN và thấp hơn cả Trung Quốc. Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường bất động sản công nghiệp tại Việt Nam bao gồm đất công nghiệp, nhà xưởng xây sẵn, nhà kho và logistics vẫn đang trong giai đoạn phát triển mới với nhiều tiềm năng. Triển vọng bất động sản công nghiệp trong thời gian sắp tới thì chúng ta nhìn thấy rằng là phát triển về logistics nó cũng là một cái nhánh nhỏ trong phát triển bất động sản công nghiệp, thì chúng ta cũng nhận thấy rằng là triển vọng của đối với Việt Nam cũng rất là nhiều, bởi vì lại các hoạt động sản xuất, hoạt động tiêu dùng cũng đang tăng trưởng, khiến cho hoạt động sản xuất cũng như là hoạt động kho vận logistics cũng sẽ gia tăng. Triển vọng có thể nói là rất là tốt đối với phân khúc này. Chúng ta có thể nhìn vào cái lượng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trong năm 2017, 18, 19 cũng như là cái tốc độ giải ngân thực tế trong năm 2018 ở mức rất là cao. Và theo đó thì cái nhu cầu nhà xưởng cũng là một cái nhu cầu thực sự và rất hiện hữu và đang gia tăng rất là lớn. Và như vậy là cái bất động sản công nghiệp có thể nhìn thấy là cũng là một cái mảng thị trường mà gia tăng rất là lớn trong năm 2019. Theo kế hoạch phát triển đến năm 2020, tổng diện tích đất dành cho phát triển công nghiệp sẽ tăng gấp đôi. Do đó, cơ hội sở hữu quỹ đất để thâm nhập và phát triển trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp là rất lớn đối với nhà đầu tư hiện hữu và nhà đầu tư tiềm năng trong tương lai. Dự báo đến năm 2025, thị trường thương mại điện tử Việt Nam sẽ tăng lên đến 8 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, bên cạnh công nghệ, các doanh nghiệp logistics cũng đang nhanh chóng đầu tư hạ tầng để chiếm miếng bánh lớn nhất trong tương lai. Thưa quý vị, mới đây Bộ Xây dựng và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA đã hợp tác xây dựng dự án chính sách tổng thể để phát triển nhà ở xã hội tại Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Theo đó, Việt Nam cần tìm giải pháp chính sách tổng thể để có thể phát triển nhà ở xã hội một cách hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên Invest TV tại hội thảo đầu kỳ dự án xây dựng chính sách tổng thể nhà ở xã hội tại Việt Nam giai đoạn 2021-2030.
Thông tin tại hội thảo đầu kỳ dự án xây dựng chính sách tổng thể nhà ở xã hội tại Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Trong nhiều năm qua, kế hoạch phát triển những căn nhà ở xã hội giá thấp phù hợp với đại đa số nhu cầu của người dân có giá dưới 1 tỷ đồng đã được bàn luận rất nhiều. Nhưng tính đến năm 2018, số lượng nhà ở xã hội mới chỉ đáp ứng được 33% mục tiêu đề ra, nhu cầu còn lại là rất lớn. Theo báo cáo của 46 trên 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đến thời điểm hiện nay thì đến năm 2018 thì số lượng công nhân trong khu công nghiệp có nhu cầu về chỗ ở là vào khoảng 1,2 triệu người, và dự kiến đến năm 2020 thì số lượng này sẽ lên tới khoảng 3 triệu người. Và tổng hợp báo cáo của các cái địa phương thì thấy là hầu hết các công nhân khu công nghiệp đang thuê nhà tại các cái hộ nhà hộ gia đình cá nhân, và chỉ có khoảng 20% số công nhân được thuê nhà trong dự án nhà ở xã hội. Đến năm 2020 thì chương trình phát triển nhà ở xã hội sẽ phải đầu tư hoàn thành 12,5 triệu mét vuông nhà ở xã hội. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì mới hoàn thành được khoảng 33%. Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, nguyên nhân việc xây dựng nhà ở xã hội còn hạn chế là do chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức, một số chính sách chưa hợp lý, đặc biệt nguồn vốn cho doanh nghiệp và người dân vay hạn hẹp. Năm 2018, Ngân hàng Chính sách Xã hội mới chỉ bố trí được 1.000 tỷ đồng cho vay mua nhà ở xã hội với lãi suất 4,8%. Chính phủ sẽ tiếp tục là có hỗ trợ cho cái việc phát triển nhà ở xã hội trên cơ sở là sẽ hỗ trợ với một cái gói hỗ trợ là hơn 3.000 tỷ. Trong cái giai đoạn tới và sẽ hỗ trợ để cấp bù lãi suất cho các cái trong cái việc mà triển khai các cái dự án phát triển nhà ở xã hội, đôn đốc các cái địa phương là triển khai cái chương trình phát triển nhà ở xã hội theo đúng cái chương trình phát triển nhà ở của địa phương cũng như là kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của địa phương để đảm bảo đạt được cái chương trình mục tiêu quốc gia về nhà ở xã hội cũng như là chiến lược phát triển nhà ở trong cái giai đoạn đến năm 2020. Tại hội thảo, phía Hàn Quốc chia sẻ, nguồn vốn là rào cản lớn nhất đối với nhà ở xã hội hiện nay vì người mua đa phần có thu nhập thấp. Kinh nghiệm từ phía Hàn Quốc cho thấy, chính phủ có một quỹ riêng cho nhà ở xã hội từ các nguồn như trái phiếu, tiết kiệm từ phía người dân. Hiện nay, riêng đối với nhà ở xã hội, doanh nghiệp Hàn Quốc đang được vay với lãi suất 2,5%, còn người dân chỉ từ 2 đến 3% một năm. Chúng tôi nhận thấy ở Việt Nam, vai trò của các cơ quan nhà nước, đơn vị công trong việc quản lý phát triển nhà ở xã hội là chưa nhiều, mà đang đẩy về phía các doanh nghiệp tư nhân. Như vậy sẽ khó làm được loại nhà giá thấp này. Hy vọng trong thời gian tới, với chính sách cụ thể đặt ra, vai trò mấu chốt của các đơn vị công sẽ được nâng cao hơn. Đại diện Bộ Xây dựng cho biết, Bộ và phía Hàn Quốc sẽ hợp tác xây dựng dự án chính sách tổng thể để phát triển nhà ở xã hội tại Việt Nam. Mục tiêu của đề án là xây dựng chiến lược nhà ở xã hội trong chiến lược nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030 và sửa đổi luật nhà ở để thực hiện chiến lược. Dự án sẽ phân tích rõ các điều kiện phát triển nhà ở xã hội tại Việt Nam về nhu cầu nhà ở trong quá trình đô thị hóa, chính sách pháp luật, thể chế trong phát triển nhà ở của Việt Nam hiện nay. Sau đó, các giải pháp cụ thể sẽ được đặt ra. Thưa quý vị, chung cư từ lâu đã trở thành xu hướng lựa chọn nhà ở của nhiều gia đình, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội. Và khi mà các chung cư đang mọc lên như nấm thì tiêu chí khi mua nhà của khách hàng cũng được nâng cao hơn, đặc biệt là ở cách thiết kế và tính ứng dụng của từng dự án. Nếu như trước đây các căn hộ chung cư hoàn thiện nội thất được bán và bàn giao cho người dân vào ở ngay là một lợi thế, thì nay xu hướng này cũng đang dần có sự thay đổi. Một lợi thế không thể phủ nhận khi mua những căn hộ được hoàn thiện có sẵn thiết kế và kết cấu là sau khi bàn giao, chủ nhân có thể dọn về ở ngay. Vâng, là có thể thôi. Bởi nếu thiết kế có sẵn đó chưa thể thỏa mãn hay hài lòng gia chủ thì nó lại là việc hoàn toàn ngược lại. Đó cũng chính là câu chuyện của gia đình anh Hoàng Kim Tiến sống tại Ba Đình, Hà Nội. Đây là vị trí mà trước đây được chủ đầu tư thiết kế làm ban công, nhưng nay đã được anh Tiến sửa lại thành khu vực tâm linh thờ cúng của gia đình. Ở khu vực tủ bếp này, trước đây cũng là cửa sổ thông thoáng ra ngoài hành lang, nay cũng được thiết kế bịt lại như thế này. Đây thì trước là một cái bức tường nó kín, nó kín, thì tôi cũng đã tôi đã sửa chữa lại thì thành làm một cái vách kính để theo dõi quản lý con ở trong vẫn làm gì và vẫn có không gian riêng tư của con gái. Chưa kể đến toàn bộ thiết bị vệ sinh,
trần thạch cao, hệ thống điều hòa đều được thay lại toàn bộ. Và hiển nhiên, để có những thay đổi cho phù hợp với sinh hoạt, phong cách sống của gia đình, anh Tiến không chỉ tốn thời gian mà phải bỏ ra một khoản chi phí không hề nhỏ. Bắt đầu tôi nhận nhà từ tháng 3, sau đó thiết kế mất 15 đến 20 ngày. Cùng với đó là cái thời gian sửa chữa, thi công trong căn hộ thì mất khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng, thay đổi 70-80% của một ngôi nhà. Toàn bộ chi phí ở trong cái nhà tôi thì nó cũng rơi vào tầm 5 đến 700 triệu. Việc đập đi sửa lại cũng đã gây ra không ít phiền toái, không chỉ cho gia đình anh Tiến mà còn cho những gia đình hàng xóm xung quanh. Bởi xây thì không ồn, nhưng lúc tháo dỡ, đập phá để sửa chữa lại rất ồn ào. Trước khi mình về đây sửa chữa thì là ở xung quanh đây dân họ về ở hết rồi. Thế là vợ chồng mình cũng phải là đi từng căn hộ một, từng nhà một và lên ở tầng trên, tầng dưới là cũng phải xin phép rồi nói cho họ hiểu, vì bởi vì là mình thi công thì nó sẽ gây ra tiếng động. Mỗi khách hàng đều có tính cách và phong cách sống khác nhau. Điều này được thể hiện qua chính không gian sống của họ. Và do đó, khi xã hội phát triển, nhu cầu thể hiện cá tính thông qua không gian sống cũng ngày một tăng cao. Hiểu được điều này, từ năm 2018, trên thị trường bất động sản đã phát triển mạnh mẽ dòng sản phẩm nhà ở mới, đó là bàn giao căn hộ với không gian sáng tạo. Sản phẩm nhà ở này cho phép người mua nhà có thể tự hoàn thiện, tự bài trí theo nhu cầu mong muốn của gia đình. Và những đơn vị tiên phong trong việc nắm bắt xu hướng mới này đã có được thành công như chủ đầu tư Telin với dự án Amber Riverside, hay tập đoàn Sun Group với dự án The Golden Palm, và đặc biệt là cái tên Eurowindow Holding với nhiều dự án nổi bật được khách hàng đón nhận như khu đô thị Nghĩa Đô, tòa nhà Eurowindow Multi Complex, khu đô thị Eurowindow River Park. Với những cái thực tế trong công tác gọi là đầu tư xây dựng, chúng tôi quyết định đưa ra một cái xu hướng, đó là đầu tư các cái căn hộ với không gian mở để cho là mỗi cư dân họ đến với khi họ đến tiếp cận nhà, họ bàn giao nhà thì lập tức họ sẽ thỏa sức để mình để mà xây dựng các cái ý tưởng, sắp xếp tất cả căn chia các cái căn hộ khoảng theo ý tưởng của mình, để làm sao nó tiện ích nhất và là sở thích nhất, và đó là cũng cái niềm đam mê của rất nhiều cư dân trẻ. Tôi cho là rất phù hợp, bởi vì là mỗi một người ta đều có những cái suy nghĩ, đều có tính toán, hoặc là cái con mắt mỹ quan cũng như là cái ý thích có thể nó khác nhau hoàn toàn. Tôi cho đây cũng là một cái xu thế mà chúng ta, các nhà đầu tư cũng phải có một cái tư duy làm sao để phù hợp với cái thị hiếu cũng như là phù hợp với khách hàng. Có thể nói, bàn giao căn hộ có không gian sáng tạo là một bước đi độc đáo mà chỉ có những đơn vị bất động sản uy tín, thực sự tin tưởng vào chất lượng công trình cũng như dịch vụ của mình mới dám thực hiện. Phương thức này đã mở ra một xu hướng mới cho phân khúc căn hộ trong năm 2019, mang đến cho khách hàng nhiều cơ hội lựa chọn, thiết kế và kiến tạo không gian sống của riêng mình. Tiếp tục chương trình là những thông tin bất động sản đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi. Theo khảo sát, giá nhà đất mặt tiền ở thời điểm hiện tại đang có giá từ 180 đến 300 triệu đồng trên mét vuông. Các nhà đất ở ngõ rộng hơn 3 mét có giá khoảng 100 triệu đồng trên mét vuông, còn ở ngõ nhỏ dưới 2 mét thì sẽ dao động ở mức 70 triệu đồng trên mét vuông. Được biết, giá của khu đất sẽ khác nhau tùy theo có hình dạng của khổ đất và vị trí khu đất đó. Kể từ thời điểm thông xe đường Võ Chí Công năm 2015 đến nay, giá nhà mặt tiền đã tăng 50-70% tùy vị trí. Còn với giá nhà đất thổ cư trong ngõ thì mỗi năm sẽ tăng giá khoảng 5%. Có thể thấy hạ tầng hoàn thiện đến đâu thì giá bất động sản tăng cao đến đấy, và trục đường Võ Chí Công này cũng vậy. Với đà tăng trưởng như hiện nay, dự báo bất động sản nơi đây vẫn sẽ thu hút lượng cầu cao trên thị trường trong thời gian tới. Bộ Xây dựng cho biết, tỷ lệ đô thị hóa trên cả nước vào năm 2018 đạt 38%,
tăng 0,9% so với năm 2017, đạt sấp xỉ cận dưới của các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Theo đó, cả nước hiện có 819 đô thị, tăng 6 đô thị so với năm 2017. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 100%, quy hoạch phân khu đạt khoảng 78%, tăng 1% so với năm 2016, quy hoạch chi tiết đạt khoảng 39%, tăng 2% so với năm 2017, quy hoạch xây dựng nông thôn đạt 100%, tăng 0,6% so với năm 2017. Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành quyết định 93 ngày 14 tháng 2 năm 2019 thành lập đoàn kiểm tra đôn đốc xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng năm 2015-2016 trên địa bàn thành phố. Đoàn kiểm tra gồm 21 người do Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trần Việt Trung làm trưởng đoàn. Theo kế hoạch, đoàn sẽ kiểm tra việc triển khai thực hiện của Ủy ban Nhân dân các quận huyện trong việc xử lý 43 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng trong năm 2015-2016 trên địa bàn, đồng thời tổ chức làm việc, kiểm tra thực tế tại các công trình xây dựng vi phạm, hướng dẫn đôn đốc Ủy ban Nhân dân các quận huyện trong việc xử lý vi phạm, căn cứ kết quả kiểm tra, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị, báo cáo thành phố kết quả thực hiện. Đất nền nhà phố tại Long An có vị trí giáp với thành phố Hồ Chí Minh về phía Tây và Tây Nam đang được nhiều nhà đầu tư thành phố Hồ Chí Minh quan tâm và giao dịch thành công nhiều nhất. Khoảng 60% nhà đầu tư từ thành phố Hồ Chí Minh mua bất động sản tại Bến Lức, Cần Giuộc, Long Hậu, 20% giao dịch là của nhà đầu tư Hà Nội và còn lại là do người dân địa phương mua. Nhiều dự án bất động sản tại tỉnh Đồng Nai gồm các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom cũng ghi nhận tỷ lệ các nhà đầu tư thành phố Hồ Chí Minh mua bán khá cao, đạt 50-60%. Việc người thành phố Hồ Chí Minh đổ xô mua bất động sản giáp danh đô thị này cũng cho thấy nhu cầu đầu tư của dân thành phố Hồ Chí Minh vẫn liên tục gia tăng mạnh mẽ trong bối cảnh dồn hàng tại đô thị này đột ngột hạn chế lại trong giai đoạn từ 2018 đến 2020. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các nhà thầu giám sát thi công phải đảm bảo tiến độ đến 31 tháng 3 năm 2019, hoàn thành dự án cầu Vàm Cống nối Cần Thơ và Đồng Tháp có tổng mức đầu tư gần 5.700 tỷ đồng. Sau đó sẽ tiếp tục triển khai các bước nghiệm thu, bàn giao và khánh thành đưa vào sử dụng trong tháng 6 năm 2019. Được biết, cầu Vàm Cống bắc qua sông Hậu nối huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp và quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Công trình được khởi công ngày 10 tháng 9 năm 2013, có quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Chiều rộng mặt cắt ngang cầu chính và cầu dẫn là 24,5m, được thiết kế với vận tốc 80 km/h. Mới đây, tại Hội nghị Phát triển Du lịch Miền Trung và Tây Nguyên, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đồng Giang tại huyện miền núi Đông Giang của tỉnh Quảng Nam. Dự án thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn của Quảng Nam. Theo phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án, phạm vi ranh giới, diện tích khu vực lập quy hoạch tại thôn A Sở, xã Mà Coi, huyện Đông Giang với tổng diện tích khoảng 120 hectare đất rừng. Dự kiến dự án sẽ được khởi công xây dựng xong giai đoạn 1 trong quý 4 năm 2019 đến quý 3 năm 2021, hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào hoạt động chính thức. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị trong thời gian vừa qua, cũng như cảm ơn sự đồng hành của sàn bất động sản Nhất Nam Land. Những ý kiến phản hồi xin vui lòng liên hệ theo số hotline của chương trình là 0823465555 và địa chỉ mail là banbiên tập@invest.com.vn. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại vào 20:30 thứ bảy tuần sau.